Trong tối ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ giới thiệu đến mọi người ha, bản cá sim. Bản cá này thì chỉ có giá là 8.000 thôi mọi người ơi. Tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình thì bán rất là nhiều dòng cá. Đây có dòng rẻ tiền nè, dòng trung bình và dòng cao cấp ha. Đây là bạn này là chỉ có 8k thôi ha, cá sim. Cá sim 8k. Đó, nhìn rất là đẹp luôn nè. Đây cái đuôi con này màu đỏ và cái mình màu xanh ha. Cá sim 8k. Đây cái này là bạn đựng không có chỗ đựng đó mọi người, nên bạn lấy cái ly mũ này ha, cái ly nhựa này thì bạn sẽ đựng trong cái ly nhựa uống nước này nè ha, uống trà sữa đó. Ủa Thái, mấy con cá này là con cá trống hay con cá mái Thái? Mái hả? Ở dưới là mái hả? Cá sim 8k là cá mái mọi người ơi. Đó nhìn rất là đẹp. Chú bạn cá sim 8.000 thôi, ở dưới là cá mái không à. Vậy là mà bữa mình lầm tưởng, mình tưởng con cá dưới là con cá trống ha. Thì ra là mấy bạn này là bạn cá mái và cái bụng này là khá là to ha. Này là mình nghĩ là để mang bầu đó mọi người. Cá này rất là dễ nuôi ha. Mình cũng dễ sinh sản và thức ăn của nó thì mình đây mình có thể cho ăn lăng quăng. Lăng quăng hoặc là mình nếu mà không có thời gian thì mình có thể mua cái thức ăn giờ nó làm sẵn, giờ rất là tiện đó mọi người. Mấy bạn học sinh mà giá mềm như thế này thì mấy bạn có thể đến tìm cá cảnh của bạn Thái Bình mấy bạn mua ha. Đó. Cá sim 8.000. Chỉ 8.000 một con thôi thì mình có thể lựa chọn một chú cá khá là dễ thương. Đây. Cá sim 8k. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Đó, giống như là mình nói này là thức ăn nè. Thức ăn thì mình thể ra đây mấy con, ví dụ như con nhỏ nhỏ thì thức bột. Đó. Ở đây là có thức ăn viên bự. Thức ăn viên nhỏ xíu. Đó. Đó rất là nhiều. Ở đây Apiro Interam Seiko 50g Đây, quá đẹp luôn con này. Cá sim 8.000. Đây còn nguyên một cái kẻ dưới là toàn là cá li thi không nè mọi người. Ở trên cũng có cá li thi ha. Cái hàng này thì 40.000. Hàng này là 40.000. Đây có mấy con cá ba đuôi. Rồi đây là sâu rồng. Sâu gạo. Ba đuôi nhỏ nhỏ. Bình tích 4.000. Cá bảy màu nè mọi người. Quá trời cá bảy màu. Oranda Ganchu Bin Bong 35k. Đấy, có thằng Thái thằng Lon set up lại mấy cái hồ cá. Ghi giá, cập nhật giá, thông tin cá Gembo. Xe can sọt 15.000. Quá đẹp. Cái này là con cá La Hán nè. Cái con này bữa hôm bữa bị bệnh đó. Cái bạn chị hết bệnh rồi bữa nay nhìn nó rất là đẹp, nó rất là tươi luôn nè. Màu khá lên khá là ok. Chân trâu ngũ sắc 150k. Bạn này bé tiếu xíu. Còn này là cá lóc chân trâu. Cá lóc kiển nè mọi người. Đây. Hồi bữa nay phía trước mấy cái hồ cá trước nhìn trông rõ quá ha. Cá La Hán nè. La Hán màu vàng. Có màu đỏ. Con này mình không thấy giá. Wow, có cái hồ cá nhỏ nhỏ xíu nữa nè. Như này có mấy con nè. Bình tích xe nhỏ. Phải nghĩa mấy con bảy màu. Con cá bảy màu này nhìn nó màu nó lạ. Lu Tu Bát 25.000 một cặp. Mấy con trống và con mái. Còn là cái coi rít
cá sim mái 8.000 một con hả? Ủa thôi bữa nay bà làm thêm một cái kệ ở trên nữa rồi. Bữa nay bạn làm thêm một cái kệ ở trên nữa. Hôm kìa mình không thấy bạn làm cái kệ, bữa nay bạn làm thêm một cái kệ ở trên nữa. Còn con này là gì ta? Ngân Nga Bi với lại con này là củ sừng hoàng đế. Củ sừng hoàng đế với ngân Nga Bi này cả nhà. Một quá đẹp luôn con cá lóc này kìa. Khá là to, con này chắc trên 1 kg luôn á. Wow, mấy bạn cá này. Full gold.